朋友快乐父子俩。儿子的头大手儿小，爸爸的头小手儿大，大手牵小手走路不怕滑，走呀走呀走走走走，转眼儿子就长大。转眼儿子就长大。Bố đồ nhỏ, con đồ to, tập 71. Bạn tốt. Anh đồ to, anh Tiểu Minh ơi. Kẹo bông, trong túi em có gì thế? Bố em gửi từ nước ngoài về đấy, toàn là đồ ăn đồ chơi. Thật à, mau cho tụi anh xem nào. Nhiều thế, tuyệt quá. Đây là kẹo gum thổi bóng biến hình. Kẹo gum thổi bóng nhà anh cũng có. Kẹo này thổi ra bóng không như bình thường đâu, các anh xem. Thật à, cho anh thử với, anh cũng muốn. Anh sẽ thổi một quả thật bự. Vui quá. Đây là cái gì thế? Đây là chó điện tử, nó thông minh lắm. Em chơi cho các anh xem. Ngồi xuống. Chắp tay. Nó hiểu em nói gì à? Bố em bảo đây là chó điện tử điều khiển bằng giọng nói. Đi nhặt về đây. Thông minh quá, khôn hơn cả chó thật. Buồn quá, buồn quá. Mau dừng lại đi. Trời sắp tối rồi, em phải về nhà đây. Hôm nay chơi vui ghê. Ngày mai chúng ta mang món đồ chơi yêu thích và đồ ăn giặt đi. Đến nhà đồ to mở tiệc đi. Nhất trí. Vừa hay cậu anh cũng mang nhiều đồ chơi từ nước ngoài về cho anh. Ngày mai chúng ta cùng chơi. Việc này quyết định vậy nhé. Bye bye đồ to. Làm sao bây giờ? Nhà mình chẳng có gì cả. Tiếp đón mọi người kiểu gì đây? Con đồ to, con tìm gì thế? Con đang tìm đồ ăn giặt có thể biến hình con vật. Nhà mình làm gì có thứ đó. Vậy làm thế nào? Con đã đồng ý để các bạn đến nhà chơi rồi. Không cần lo, mẹ biết làm. Thật à? Tất nhiên rồi. Tuyệt quá, mẹ tập về. Con yêu mẹ. Bố đầu nhỏ ơi, bố biết làm vật nuôi điện tử không? Hả? Chắc là có. Bố mau giúp con làm một con với. Các bạn ấy đều có vật nuôi điện tử. Con cũng muốn có. Không thành vấn đề. Cứ để bố lo. Con trai, đồ con muốn bố mẹ đều chuẩn bị xong cả rồi. Cảm ơn bố mẹ. Đây là gì vậy ạ? Con muốn đồ ăn con vật còn gì? Đây là mẹ tự tay nướng đấy. Đây là khủng long máy bố tự lắp. Thú vị lắm đó. Thế nào? Đảm bảo các bạn con đều sẽ thích. Không được. Những thứ này kém xa đồ chơi của kẹo bông. Con đồ to, những thứ này không tốt sao? Bố đồ nhỏ, sao bố không ra nước ngoài? Sao lại nói thế? Bố của kẹo bông mang từ nước ngoài về rất nhiều đồ ăn đồ chơi. Con cũng muốn có. Con đồ to, con sợ đồ chơi của mình không bằng đồ chơi của các bạn sao? Không phải, là con lo không thể tiếp đón bạn bè bằng những thứ tốt nhất. Ngốc ơi, bạn bè với nhau quan trọng nhất là tấm lòng chân thành, là niềm vui khi chơi cùng nhau, chứ không phải là so bì đồ đạc. Thật hả bố? Yên tâm đi con trai, bữa tiệc ngày mai nhất định sẽ rất vui và hấp dẫn. Con hiểu rồi. Hả?
lại. Xem ra phải sửa thêm chút. Tốt rồi, con nghĩ ra bữa tiệc ngày mai chơi cái gì rồi. Trò chơi ngày hôm nay là bắt khủng long điên cuồng. Anh đầu to, món đồ chơi này ngầu quá, mua ở đâu thế? Bố anh làm cho đấy. Các con, lát nữa bố thả khủng long ra, các con đi bắt nhé. Ai bắt được trước sẽ có thưởng. Phần thưởng chính là bánh quy hình con vật mẹ tự làm, nhất định là ngon lắm. Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị, bắt đầu. Bố đầu nhỏ ơi, con hiểu rồi. Giữa bạn bè với nhau, điều quan trọng nhất chính là chia sẻ niềm vui. Con đầu to đeo kính. Các anh nhìn này, em lấy từ chỗ anh họ đó, thế nào? Trông mặt em lạ quá, đeo kính làm gì? Anh họ em nói đeo kính đều là người thông minh. Nhưng anh có thấy em thông minh tí nào đâu. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thoát như mưa ruộng cày. Wow, nhìn thế này giống có học thức thật. Dĩ nhiên rồi. Giá mà mình cũng có một cặp kính thông minh thì tốt biết mấy. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về, con cũng muốn đeo kính. Sao thế? Con cận thị à? Cứ phải cận thị mới được đeo kính à? Kẹo bông nói, đeo kính đều là người thông minh. Chính xác, bố làm kỹ sư không uổng đâu. Đeo kính chỉ chứng tỏ là mắt nhìn không tốt thôi. Mau trả lại cho bố, con đồ to. Con cũng muốn làm kỹ sư. Con đeo vào cũng thành kỹ sư rồi. Con đồ to đừng quậy nữa, mau trả lại bố. Chóng mặt quá, sao thế này? Con đồ to, kính phải đo độ theo thị lực. Cặp kính này là trang bị riêng của bố. Con cũng muốn có trang bị riêng của con. Mắt của thằng bé rốt cuộc làm sao thế? Chưa đi học mà đã cận rồi. Mai kiểm tra thị lực cho con xem đã. Lên. 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 Vẫn là lên. Con đồ to, đừng nói bừa, nhìn cho kỹ. Con có nói bừa đâu, đều là lên thật mà. Lên. Lên. Vẫn là lên. Chữ cái mà con nhìn thấy hình dạng như thế nào? Sao toàn là lên vậy? Mấy chữ này như con kiến, bò đi bò lại, cuối cùng đều bò lên trên. Con bị bệnh gì về mắt mà lạ vậy? Bố đồ nhỏ, bố mua kính cho con đi. Không được, kính mắt không thể đeo tùy ý được. Uống thuốc bổ mắt trước đã, quan sát dài hôm. Bố có phải bác sĩ đâu. Con nói đúng, chúng ta phải đi bệnh viện. Không được, không thể đi bệnh viện được. Bố đồ nhỏ, con dùng thuốc nhỏ mắt là được rồi. Con đồ to, con làm gì vậy? Bố đồ nhỏ không lắp kính cho con, thì con tự tìm trang bị riêng. Con trai, nhìn con trông giống thầy bói quá. Cái này thế nào? Kỳ lạ quá, như người ngoài hành tinh. Không phải người ngoài hành tinh, là bộ đội đặc chủng. Thử cái này xem. Cái này cho nữ đeo, không phải trang bị riêng của con. Con muốn kiểu kính tiến sĩ, đeo vào nhìn trí thức cơ. Cái này nhìn được đấy. Thật à? Chính là nó rồi. Cạp, 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 cổ cong hướng trời ca. Lông trắng phô nước biếc, chân hồng rẽ sóng khơi. Con đồ to, con trở nên văn vẻ từ khi nào vậy? Con không nói sai chứ. Một cặp kính là có ngay học vấn. Tiếp đi. Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương. Muốn xem ngàn dặm xa xôi. Gì nữa? Không đúng, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Cúi đầu. Con xem, học vấn là phải đọc nhiều sách mới có thể học được. Với trình độ của con thì đeo kính vào cũng sẽ bị người khác nói là xem tivi nhiều hỏng mắt thôi. Đó là vì kính con đeo không phải kính thật. Phải bảo vệ đôi mắt, không nên xem tivi nhiều. Con không... Đúng vậy, khi nào con có một cặp kính được đây? Dù đeo kính thì cũng không được chơi điện tử nữa, không tốt cho mắt. Thì ra cận thị lại xui xẻo như vậy. Thế con đọc sách vẫn được chứ? Trong phòng khách tối lắm, vào phòng sách bật đèn lên đọc. Trước đây bố mẹ lơ là vấn đề bảo vệ mắt cho con. Từ sau phải chú ý rồi. Từ ngày mai, hàng ngày đều phải luyện tập bảo vệ mắt dài lượt. Xem tivi không quá nửa tiếng. Không được nằm đọc sách. Không được đánh máy tính lâu. Càng không được chơi điện tử.
Làm bài tập phải giữ tư thế ngồi, ngực cách bàn một gang tay, mắt phải cách dở một thước. Phiền quá. Đeo kính tất nhiên là phiền rồi, thỉnh thoảng lại bị tụt xuống, mà rơi dở thì cũng nguy hiểm. Mùa đông hễ gặp hơi nóng là mở hết mắt kính luôn. Ê da, con trai, mũi con bị mũi đốt từ lúc nào thế? Vừa đau vừa ngứa. Mũi gì đâu, để kính đè lên đó. Đeo kính phiền lắm. Nhưng con thấy bố mẹ càng nhằn phiền lắm. Con không nhìn rõ thật. Anh thấy con cần kính thật rồi, mai đi mua. Nhìn này, đây là mũ của cầu thủ bóng chày từng đội đó. Còn có cả chữ ký nữa. Thật thân kia, cho anh thử với. Nhưng tớ chưa từng thấy cầu thủ bóng chày nào đeo kính cả. Bây giờ thế nào? Mảnh hơn nhiều. Con đồ to, bố mua cho con cặp kính trẻ em cao cấp nhất đây. Mai đi đo thị lực với bố. Cầu thủ bóng chày đâu có đeo kính. Hả? Gì cơ? Mắt con khỏe rồi, không cần đeo kính nữa. Bây giờ hãy gọi con là cầu thủ bóng chày đầu to.